Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi thật cân nhắc với một cái chương trình đầu năm và chúng tôi suy nghĩ đến một nhân vật nào để đến với chương trình mỗi tuần một vấn đề hôm nay. Chắc quý vị đã biết nhiều chuyện xảy ra ở tại trường học của thành phố Parkland ở Florida, những sự kiện người ta nói về hiện tình ở tại White House và đặc biệt nhất là những biến chuyển tại Việt Nam qua dịp Tết. Nhưng chúng tôi đã quyết định gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay một nhân vật rất quen thuộc mà chắc lẽ quý vị đã biết trong khoảng từ ngày 8 đến bây giờ. Kính thưa quý vị, đó là ca nhạc sĩ Việt Khang, người vào ngày 8 tháng 2 vừa qua đã được chính phủ Hoa Kỳ đón nhận như là một thành viên của người tị nạn đến định cư tại Hoa Kỳ. Chắc quý vị đã biết, anh Việt Khang là một trong những ca nhạc sĩ lớn lên sinh sống tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Đình Tường của Việt Nam trước năm 1975 và đến bây giờ là tỉnh Tiền Giang. Anh ta với hai bản nhạc bất hủ Anh Là Ai và Tổ Quốc Từ Đâu, kính thưa quý vị, đã bị nhà cầm quyền cộng sản giam tù anh với một thời gian 4 năm và sau đó anh bị được phóng thích và 3 năm gọi là ông bị theo dõi để rồi sau một cái sự can thiệp có thể nói của cộng đồng người Việt, của bao nhiêu người Việt chúng ta nói lên tiếng nói mơ chuộng và ước mơ một niềm tự do đến cho tất cả mọi người, và đặc biệt nhất là với sự làm việc trực tiếp của anh Trúc Hồ, cũng giống như cô Minh Phục, Phục Minh, cũng giống như là một trong những người mà chúng ta biết đến rất nhiều, kính thưa quý vị, đó là thượng nghị sĩ John McCain của tiểu bang Arizona. Và anh đã thực sự đến định cư tại Hoa Kỳ. Hôm nay chúng tôi có một buổi nói chuyện đặc biệt với ca nhạc sĩ Việt Khang. Xin đại diện cho Lido Sài Gòn TV mỗi tuần vấn đề xin trân trọng gửi lời chào đến anh. Welcome you to USA, anh Việt Khang. Chào quý vị khán giả xem đài của Sài Gòn TV. Anh Việt Khang, đến bây giờ là anh đã ngủ được chưa? Qua Hoa Kỳ thay thì ở giờ rồi, anh đã ngủ ngon lành chưa? Bắt đầu khoảng chừng 4 đêm vừa rồi. 4 đêm vừa rồi ngủ. Là Việt Khang đã có cái giấc ngủ tương đối là ngon hơn mấy ngày. Ngon hơn. Dạ. Thế anh Việt Khang, đối với tất cả những người đến định cư tại Hoa Kỳ mở đầu cho một cái cuộc sống mới ở đây, thôi tạm quên qua quá khứ. Bây giờ thì anh đã khám sức khỏe đầy đủ chưa? Đã ổn định được với cái thời gian ở đây chưa? Với những cái đời sống mới tại Hoa Kỳ này chưa, thưa anh Việt Khang? Mấy hôm nay thì anh Trúc Hồ, anh cũng có chở Việt Khang đi khám sức khỏe, lấy máu, test máu để coi sức khỏe có vấn đề gì hay không. Lấy nhiều quá cũng hơi mệt. Tất cả mọi người đến Hoa Kỳ thì phải trải qua một cái cuộc gọi là trải nghiệm khám sức khỏe. Là cái điều kiện bắt buộc ở đây thì chắc là phải cố gắng chịu lại, nhìn máu lấy hơi nhiều nhưng mà biết sao được. Rồi nhưng mà vấn đề thực phẩm ở đây thì như thế nào, anh ăn uống được không? Thức ăn ở đây, những cái quán Việt Nam, những cái quán ăn Việt Nam Việt Khang ăn cũng rất là ngon. Ngon. Ngon và ăn cũng rất là tự tin bởi vì chất lượng, chất lượng những cái thực phẩm được Việt Khang ăn rất là tự nhiên chứ không có giống như là những cái quán lạ lạ ở bên Việt Nam. Nhiều khi mình ngại miệng. Ở đây ăn rất là tự tin. Ngon lắm. Rất là good. Thế mấy hôm nay em thấy cái luồng khí lạnh nó đến với cái quận Cam, đặc biệt là tại miền Nam California, anh có thấy lạnh nhiều không? Phải nói là rất là lạnh, mà cái lạnh nó lạ lùng lắm. Mấy anh em cũng dặn Việt Khang cố gắng giữ ấm. Chứ không thôi sẽ rất là mệt mỏi. Vâng, là dĩ nhiên thì chắc là anh mới đến định cư thì còn có nhiều cái điều kiện khó khăn hơn được. Nhưng mà từng bước là hy vọng anh sẽ cải thiện lại cái đời sống của anh ở đây. Chúng tôi biết được là anh đã bị giam tù ở rất nhiều trong một cái thời gian 4 năm. Thì lại nhiên cơ thể của anh thế nào cũng bị ảnh hưởng bởi một cái thời gian tù tội như vậy. Và hy vọng với cái sự mà gọi là đồng hành của những người Việt ở đây, chúng tôi khoan nói đến về cái quan điểm chính trị, về quan điểm đời sống của mọi người, nhưng chúng tôi đến đây là những người đi trước, anh là những người đi sau. Là nhìn chúng tôi muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của cuộc sống ở đây, muốn cùng anh cũng là một trong những người Việt và hy vọng anh có một cái tương lai tốt đẹp ở tại Hoa Kỳ, thưa anh Việt Khang. Dạ, cảm ơn. Vâng. Anh đến đây như vậy là được bao nhiêu, 2 tuần lễ rồi phải không? Dạ, hơn, đúng rồi. Hơn 2 tuần lễ rồi ha. Hôm nay là ngày thứ 5 thì là đúng 2 tuần. Vâng. Thì việc trước tiên
chúng tôi là những người làm báo chí thì chúng tôi biết thời kỳ anh bị giam ở tại Việt Nam cũng rất nhiều đồng hương của chúng ta, rất nhiều người theo dõi quan tâm đến anh. Hai bản nhạc của anh có thể nói đã làm nhiều người Việt ở khắp nơi trên thế giới nghĩ đến. Và chúng tôi biết được rằng hình như anh lớn lên sau ngày miền Nam rơi vào tay Cộng sản, chứ không có anh không có dính dáng gì đến thời kỳ trước năm 1975, phải không? Dạ đúng. À, thì anh không biết gì về hết, thế tại sao mà bao nhiêu người đặt nhạc anh là ca sĩ nhạc trẻ hay như vậy, thế tại sao anh nghĩ đến mà hai bản nhạc để rồi anh phải chịu lấy một cái kết quả tù đầy nhiều như vậy? Thì cũng rất là đơn giản, khi mà miền Nam Việt Nam sau năm 1975, tuy rằng là như là cái chính quyền Sài Gòn xưa không còn nữa, nhưng mà cái nền văn hóa vẫn còn, nó còn tồn tại, ít nhiều thì vẫn còn tồn tại. Ít ra là trong những cái ca khúc nhạc mà Việt Khang rất là thích nghe của những tiền bối đã sáng tác ra trong cái thời điểm là miền Nam Việt Nam tự do. Thì đó chính là những cái còn động lại mà Việt Khang đã cảm nhận được cái xã hội thời đó, cũng như là văn hóa thời đó. Cho nên là Việt Khang cảm nhận được thôi. Và sau đó là Việt Khang đã xem những cái DVD ca nhạc của Trung tâm Asia, thường là một bài hát á, hay có những cái cuộc nói chuyện để kể về cái nguyên nhân nào ca khúc đó ra đời. Việt Khang đã được lắng nghe những cái tiểu sử của những bài hát, và lịch sử dần dần được khai mở trong cái đầu của Việt Khang. Thì nhờ đó mà Việt Khang có được cái tầm nhìn mới. Thế thưa anh Việt Khang, hôm nay thì trong cái buổi chuyện đầu tiên, chúng tôi muốn dành thì giờ cho anh. Rất nhiều người quan tâm đến anh, rất nhiều người đã bỏ công sức, bao nhiêu người đã luôn luôn hướng về anh, mong anh có một cái đời sống bình thường như những người khác. Hôm nay trước ông kính truyền hình, anh nhìn thẳng vào ông kính truyền hình, anh muốn nói về gì, với những gì anh muốn nói với những người đã cùng song hành với anh, đã cùng có thể nói quan tâm và họ nghĩ đến anh rất nhiều. Hôm nay anh đến đây, anh có tự do, anh muốn điều gì nói anh nói, chúng tôi không có ngăn cản và chúng tôi không đứng đằng. Anh muốn nói gì với tất cả những người đã cùng về quá khứ với anh, ngay cả những người giam cầm anh, anh muốn nói gì thì anh nói. Cảm ơn. Thì ngày hôm nay đã 2 tuần lễ Việt Khang đã đến Hoa Kỳ, thì cái quá trình thời gian hơn 6 năm kể từ khi Việt Khang phải đi tù vì hai bài nhạc, Việt Khang đã đón nhận rất là nhiều cái tình thương của người Việt Nam khắp nơi, ở trong nước, ở ngoài nước, ở Hoa Kỳ, ở Úc, ở châu Âu, ở Pháp. Thì trong suốt thời gian ở trong tù, Việt Khang được mẹ đi thăm hàng tháng. Mẹ có nói là con yên tâm đi, đồng bào không có bỏ rơi con, luôn luôn con được cái sự quan tâm rất là nhiều tình thương đồng bào người Việt của mình quan tâm tới con. Mẹ mới đi thăm con hàng tháng như vậy, thì sẵn nơi đây cho Việt Khang xin nói lời cảm ơn tất cả những tấm lòng, những tình yêu thương mà của tất cả những người đã từng quan tâm đến Việt Khang, đã lo lắng và đã tranh đấu cho Việt Khang trong cái chương trình Tỉnh Nguyện Thư. Rất là nhiều những cái video đã được đăng trên YouTube, Việt Khang xem hết. Có những ông bà rất lớn tuổi chịu lạnh mà đi đòi công bằng cho Việt Khang ở những cái nơi rất là lạnh lẽo, ở Washington DC, trong cái chương trình Thỉnh Nguyện Thư. Rất là nhiều người mà Việt Khang không thể nào mà biết hết được. Việt Khang
Thì mong ơn trên ban thật nhiều ân lành cho tất cả quý ông bà cô bác, các anh chị, những người đã có cái trái tim yêu thương Việt Khang, yêu thương sự thật, thấy Việt Khang phải chịu những cái khó khăn trong suốt thời gian qua. Việt Khang chân thành cảm ơn rất nhiều và cầu mong ơn trên ban thật nhiều ân lành cho tất cả quý ông bà, tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, đó là lời chân thành cảm ơn đến từ ca nhạc sĩ Việt Ngang hôm nay qua chương trình Một Tuần Vấn Đề của Lido Sài Gòn TV chúng tôi. Là dĩ nhiên có nhiều dư luận, có nhiều thành kiến, có nhiều quan điểm khác biệt nhau. Hôm nay chúng tôi không đề cập đến sự kiện đó và chúng tôi muốn gửi đến quý vị hình ảnh thật sự của một ca nhạc sĩ Việt Nam sau hơn 2 tuần lễ anh đến định cư tại Hoa Kỳ. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.